10 lời Phật dạy về duyên số. Lời Phật dạy về duyên số giúp cho ta hiểu tường tận gốc rễ của hạnh phúc, hợp tan trong tình yêu và cuộc sống. Bạn đang bị phản bội, bạn có một gia đình không hạnh phúc, bạn có một tình yêu sâu đậm nhưng lại không cập được bến bờ hạnh phúc. Tất cả được giải thích bởi hai từ duyên số. Đừng than thân trách phận, khóc lóc, oán hận cuộc đời mà hãy tĩnh tâm suy nghĩ đơn giản, bởi cuộc đời hợp tan do duyên nợ. Con người gặp, yêu nhau, hợp tan đều do duyên phận tích từ nhiều kiếp luân hồi. Gặp gỡ nhau trên chặng đường đời, yêu nhau sâu đậm nhưng chẳng đến được với nhau có thể bởi hữu duyên vô phận, chẳng có thể lý giải được điều đó. Bản thân mỗi người cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình. Có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau, cũng khi không muốn nhưng lại cố tình đeo đuổi. Có người níu giữ mà lại chẳng thành. Duyên số trong cuộc đời chẳng ai minh chứng được, nhưng hiểu cặn kẽ theo lời Phật dạy về duyên số để thấy cuộc sống hợp tan trong tình yêu, cuộc sống của ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Những bài học sâu cay từ lời Phật dạy giúp tuổi trẻ hiểu thấu căn nguyên về tình yêu, sống khát khao mãnh liệt, ra đi cũng nhẹ nhàng, bình thản. Để có được trọn vẹn hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương không hẳn là khó, nhưng sự đời không hữu duyên cũng vui vẻ chấp nhận. Nhân duyên trong tình yêu phải đi liền với sự thấu hiểu. Có trí tuệ, suy nghĩ đúng sai thiệt hơn mới có thể xử sự nhân từ, bác ái. Chính vì vậy, tình yêu có bền lâu được hay không phải nhờ sự thấu hiểu. Ngoài sự thấu hiểu, cuộc sống trong gia đình hay ngoài xã hội cần hội tụ đủ 4 yếu tố: từ, bi, hỷ, xả, để cuộc sống luôn được an yên, hạnh phúc. Tình yêu đích thực mang lại cho đối phương cảm nhận được sự sẻ chia, xoa dịu, tan biến những đau khổ, bi ai cuộc sống mang lại. Nếu duyên số đã gặp ở nhiều kiếp trước thì ở hiện tại chắc chắn sẽ gặp lại, dù khoảng cách về thời gian, không gian. Nhưng không có duyên nợ với nhau thì gặp nhau cũng chỉ lướt qua nhau. Vì vậy, cuộc đời này may mắn được gặp nhau nên mỗi người cần biết trân trọng, yêu thương nhau. Chấp nhất vì yêu, trầm mặc vì hận thì chỉ như vòng tròn luẩn quẩn. Cho dù tu ba kiếp chung thuyền, chuyển ba tất kinh luân chung chăn gối thì chung quy lại vẫn không thoát khỏi hợp tan của nhân duyên. Trong tình yêu, cuộc sống gia đình luôn oán hận thì chẳng thể sống hạnh phúc với nhau được. Dù cho nhân duyên tu từ nhiều kiếp, tình yêu cần có sự sẻ chia, nhường nhịn lẫn nhau thì chỉ cần hữu duyên trong cuộc đời là ta đã có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hứa hẹn là một loại chấp niệm, cả đời đa tình, là phúc hay họa đều khiến đôi bên đau khổ. Những kẻ đa tình thường không đáng trân trọng, bởi ta chỉ có một trái tim và chỉ có thể dành cho một người. Vậy tại sao khi đang yêu người này lại có thể buông lơi cho người khác được? Dù biết là duyên số, nhưng với những người hứa hẹn hão huyền thường không biết tôn trọng tình cảm của mình. Thản nhiên, tùy tâm, tùy duyên nhất định gặp được đúng thời điểm khai hoa nở nhụy, gặp được người đúng hẹn, đúng duyên. Cá nhân mỗi người sinh ra đều có số kiếp riêng. Gặp nhau lên duyên với nhau cũng bởi duyên số được tích tụ từ nhiều kiếp cộng dồn. Hiện tại hãy sống thản nhiên an yên, tự tại với cuộc đời. Đến một thời điểm nhất định như lời Phật dạy về duyên số sẽ khai hoa nở nhụy khi gặp đúng người, đúng thời điểm. Dù qua tuổi xuân thì cũng đừng vội lo lắng. Bởi duyên số của ta chưa đến thì mong ngóng cũng chẳng ích gì. Nhưng cũng có rất nhiều người cố chấp níu giữ một tình yêu không phải của riêng ta, để rồi đau khổ, dằn vặt, tự làm khổ chính mình trong cuộc đời. Người đến, người đi do nhân duyên định đoạt, đừng cố níu kéo để tự làm đau chính mình. Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ, kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này, đừng bỏ lỡ. Theo lời Phật dạy về duyên nợ ở hiện tại, để có thể yêu nên duyên vợ chồng là bởi tích duyên từ nhiều kiếp trước. Kiếp trước chồng bạn đã chôn cất bạn tử tế, kiếp này bạn đến để trả mối nợ lương duyên từ kiếp trước. Vì vậy, hiện tại đã thành vợ thành chồng nên trân quý, tôn trọng và vì nhau để cuộc sống gia đình hạnh phúc, êm ấm. Những người không tôn trọng, đánh mất nhau thì qua rồi sẽ hối tiếc. Nhân duyên trăm năm, say trong một phút, quay đầu tìm lại.
tình đã thành không? Trong cuộc đời, khi đã quyết định đến với nhau cần chung tay xây dựng hạnh phúc. Bởi nhân duyên con người không phải ai cũng muốn gặp thì gặp được. Bạn có thể yêu tha thiết người này nhưng lại đến với người khác chỉ trong phút chốc. Đó không phải là cảm xúc, đó là duyên số được định đoạn sẵn rồi. Khi chọn lựa nhau thì nên cố gắng vì nhau. Đừng để sai một phút thì khi quay đầu nhìn lại đã thành hư không. Yêu rồi biệt ly, bắn rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô. Có một gia đình nọ, vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, con cháu đề huề. Nhưng một ngày, khi anh chồng rẽ sang hướng khác với người phụ nữ khác, bỏ mặc ba mẹ con bà cháu họ ở lại với nỗi buồn, dằn vặt, khổ đau. Người đời than trách rằng anh chồng tham ngãi bỏ mặc vợ con. Thế nhưng đâu biết rằng nhân duyên vợ chồng đến đây đã hết. Ta lại kiếm tìm một vòng luân hồi mới trong cuộc đời. Hợp rồi tan cũng đừng oán hận ai. Như vậy sẽ chỉ làm khổ mình mà thôi. Hết duyên người đi như một cơn gió, nhẹ nhàng bình thản. Ta tìm cho mình một cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc. Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ. Theo lời Phật dạy về duyên số, vợ chồng phải có mối duyên lành từ ngàn kiếp mới thành. Vì vậy, vợ chồng phải yêu thương nhau, mang đến cho nhau sự sẻ chia, tiếng cười đùa, hạnh phúc. Vợ chồng cùng sống cùng chết, nháy mắt là thống khổ nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc. Như lời cha ông ta từng răn dạy, thuận vợ thuận chồng tắc biển đông cũng cạn, nếu vợ chồng đồng lòng thì việc gì cũng có thể vượt qua. Khi mới bắt đầu mọi việc có thể khó khăn, nhưng tương lai đón chờ là hạnh phúc viên mãn. Thấm thía lời Phật dạy về cách làm người, để trở thành một người tốt sống tròn đạo hiếu. Đắc, bởi sinh ra làm người thì rất dễ, nhưng để sống trọn đạo thì không phải ai cũng làm tốt được. Cây lớn sinh ra từ một cái mầm nhỏ, tháp cao 9 tầng khởi đầu từ một sọt đất, đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân theo lời Phật dạy. Trước khi trở thành người vĩ đại, có tầm ảnh hưởng lớn trong cuộc đời, cần hoàn thiện cách làm người tốt, có nhân cách, đạo đức. 1. Lời Phật dạy về cách làm người. Trọn đạo làm con, hiếu thuận cha mẹ là việc cần làm trong nhà. Ra ngoài cần tôn kính người lớn tuổi, cẩn thận giữ điều tín, thân cận với người nhân đức để ta có thể học tập tri thức từ những người đi trước. Đức Phật dạy rằng, người tu hành thành chính quả trước nhờ công ơn của mẹ cha. Vì thế, để trở thành con người tốt, ta phải làm trọn đạo làm con, biết báo hiếu cha mẹ, sống đúng đạo nghĩa, tâm hồn thoải mái thì cuộc sống mới thảnh thơi, an lạc. 2. Phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ. Cá nhân chúng ta đến với cuộc đời là một món quà vô giá nhờ công ơn sinh thành của cha mẹ. Ngoài trách nhiệm với gia đình, xã hội thì mỗi cá nhân cần phải có trách nhiệm với đấng sinh thành ra ta. Trong cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhiều người mãi miết lo cuộc sống mưu sinh mà quên mất cha mẹ đang đợi ta ở nhà. Với cha mẹ, chỉ cần con cái mạnh khỏe, thành đạt là đã hạnh phúc. Cha mẹ ta không có quá nhiều thời gian để đợi ta mang thật nhiều tiền về nhà. Bên cạnh việc tăng giá trị vật chất, người con có hiếu cũng phải phụng dưỡng cha mẹ lúc ốm đau, ăn ngủ nghỉ sao cho bố mẹ được đảm bảo cuộc sống an vui khi về già. Bởi cha mẹ đã một đời hy sinh vì con cái, không một lời oán trách, đòi hỏi con cái phụng dưỡng. Nhưng phận làm con phải biết vâng lời mẹ cha, phụng dưỡng khi tuổi về già. Thật buồn khi cuộc sống hiện nay, không ít gia đình con cái bỏ mặc mẹ cha già yếu, vật chất làm lu mờ đi ý trí, đạo đức của những người con đã quên đi công cha mẹ sinh thành, dưỡng dục. 3. Lời Phật dạy về cách làm người. Con cái thay cha mẹ gánh vác công việc. Lời Phật dạy giúp con người được thông sáng đạo tâm, biết sống tốt dời đẹp đạo. Con cái là tương lai của cha mẹ, khi trưởng thành cần gánh vác công việc của cha mẹ. Trong gia đình mà không có người kế nghiệp thì quả là một bất hạnh lớn. Để làm tròn chữ hiếu, con cái cần thay cha mẹ lo toan công việc gia đình, xã hội, sản nghiệp, truyền thống cha mẹ truyền lại. Với bổn phận làm con,
Ngoài việc duy trì giá trị vật chất cũng cần đảm bảo cuộc sống tinh thần cho cha mẹ. Một người con hiếu thảo cần hiểu đạo hiếu của phận làm con. Với mẹ cha không đòi hỏi con cái phải làm nhưng là trách nhiệm con cái cần có. 4. Phật dạy phải gìn giữ truyền thống gia phong. Đất nước Việt Nam có truyền thống đạo hiếu đời nối đời qua dòng tộc, gia đình. Chính cái nôi dòng tộc cùng cha mẹ dạy nên những lớp con cháu hiếu thảo. Phận làm con cần và phải biết gìn giữ tiếp nối truyền thống cho đời sau. Mỗi thế hệ có những truyền thống tốt đẹp cần duy trì và phát triển. Còn những hủ tục lạc hậu ở những thế hệ kế cận cần loại bỏ. Làm được như vậy mới có thể duy trì gia đình nhỏ yên ấm hạnh phúc, gia tộc hưng thịnh, đất nước phát triển. 5. Lời Phật về cách làm người tốt. Để trở thành người xấu rất dễ, chỉ cần làm theo bản năng. Làm người tốt mới thực sự khó nếu không giữ được bản ngã của mình, mãi mê chạy theo vật chất. Cần làm theo lời Phật dạy hay dưới đây để có thể trọn đạo làm người. Phúc hậu. Trong kinh nhà Phật luôn lấy chữ phúc làm đầu. Mỗi con người trở thành người chân chính cần phải có phúc hậu đối đãi hòa nhà với mọi người. Chẳng cần người giàu sang mới có thể làm phúc. Hãy sống đúng với khả năng của mình, luôn hết mình với cuộc sống và mọi người. Lương thiện. Một người tốt phải là người sống luôn hướng thiện và đúng với lương tâm. Sống phải đúng và không hổ thẹn với lương tâm của mình thì mới có thể làm tròn chữ hiếu, cống hiến cho cuộc đời. Những người hiền lành, mềm mỏng luôn luôn được người khác yêu quý, kính trọng và nhận được sự giúp đỡ thật nhiều trong công việc, cuộc sống. Giữ chữ tín, làm người luôn phải giữ chữ tín, không được lừa lọc, dối trá hay thất hứa với lời nói mình đã nói ra. Đây là tiêu chuẩn để đánh giá người tốt kẻ xấu. Những người giữ được chữ tín luôn được người khác kính trọng, nể phục, yêu quý. Khoan dung, buông bỏ những nỗi buồn, sự phiền lụy mà người khác mang lại cho mình chính là liều thuốc khoan dung trong tâm hồn. Không nên chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt mà cần suy nghĩ thoáng rộng trong tâm hồn, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác mang lại để cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản. Thành thật. Lời Phật dạy chúng ta rằng cần có sự thành thật với chính mình, bởi những người dối trá, gieo nhân xấu chắc chắn sẽ nhận lấy quả báo do mình gây ra. Khiêm tốn. Đức tính khiêm tốn giúp con người bớt sân giận trong cuộc sống, có thời gian để lắng nghe nhiều hơn. Như vậy, ta học được nhiều bài học có giá trị trong cuộc sống. Con người luôn kính trên nhường dưới, khiêm tốn giữ mình. Chính trực. Những người chạy theo vật chất, danh vọng luôn sẵn sàng bán rẻ lương tâm của mình để đạt được mục đích. Nhưng cuộc đời này, khi về cõi vĩnh hằng ta chẳng mang theo được tiền bạc, địa vị mà để lại hương hoa cho đời. Những người chính trực, thẳng thắn luôn được ca tụng ở nhiều đời sau dù đã mất đi. Hãy sống chính trực, ngay thẳng để cuộc sống này bớt lừa lọc, dối trá. Kiên trì. Lời Phật dạy rằng, cuộc sống có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc, kiên trì, dung cảm đối mặt với cuộc sống khó khăn, để ta trưởng thành, để ta thấy vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống đầy xô bồ. Thấm thía những lời Phật dạy về cách làm người để trở thành người con báo hiếu cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi, sống có đạo đức nhân cách, chẳng cần phải đến chùa quỳ lạy Phật thì ta mới thành chính quả. Hãy tu nhân tích đức gieo hạt giống tốt từ gia đình với cha mẹ mình, với lương tâm của mình. Có như vậy cuộc sống của chúng ta mới nhẹ nhàng, an lạc.